Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán nâng cao lớp 4 cùng với thầy trường. Hôm nay thầy giáo sẽ trao đổi với các em video đầu tiên của dạng toán tổng tích số các chữ số. Thì nội dung các cái video này như thế nào và có cái gì thú vị thì sau đây chúng ta đi vào video thứ nhất. Mời các em. Chúng ta đến với video phần 1 của dạng toán tổng tích các chữ số. Bây giờ các em lấy giấy nháp ra, chúng ta cùng làm bài. Các em đọc đề theo thầy. Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 3? Thế thì vừa đọc kem vừa viết vẽ ra nhá. Có bao nhiêu số này? Số này là có 3 chữ số. Mà đây là tổng chữ số. Bằng 3. Đó. Thế thì để làm bài này thì chúng ta hiểu như thế này. Số có 3 chữ số thì nó sẽ dạng ABC như thế này. Thế và tổng các chữ số bằng 3 có nghĩa là gì? Có nghĩa A cộng B cộng C bằng 3. A cộng B cộng với C. Đây, bằng 3. Đó. Thế để làm được bài này thì chúng ta sẽ phân tích 3 ra làm 3 số hạng. Vì nó có 3 chữ số nha các em nhé. 3 số hạng. Thì đầu tiên là 3 và 0. 0. Đó. Thứ hai, 2, 1, 0. Thứ 3, 1, 1, 0. Xin lỗi các em, 1, 1, 1. Vì là 3. Hết rồi đúng không? Đó. Thì trong trường hợp thứ nhất này, chúng ta chỉ được số 300. Bởi vì không đảo lên, không lên được. Trong trường hợp thứ hai này, chúng ta được số nào? Chúng ta được 210. Sau đó chúng ta giữ nguyên 2, đảo 1 xuống, 0 lên. Đó. Sau đó chúng ta lại đưa 1 lên. Đấy, và đảo 2 chữ số cuối. Như vậy chúng ta có 4. Và trường hợp 111 này thì chúng ta chỉ được số 111. Thế tổng cộng là chúng ta được mấy? Được 6. Mà đáp án này là có 3, 4, 5, 6. Như vậy đáp án C là đúng. Đó. Chúng ta chuyển sang bài số 2. Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 4? Đó. Có bao nhiêu số có 4 chữ số nhá? Mà tổng chữ số. Thế thì các em thấy có giống ở bài số 1 không? Bài số 1 là có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng là 3. Còn đây là bài số 2 là có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng là 4. Thế thì nó sẽ có ở cái dạng như thế này. Ví dụ số có 4 chữ số là ABCD chẳng hạn. Thì nó sẽ có dạng A cộng B cộng với C cộng với D thì bằng 4 này các em nhỉ. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thế thì chúng ta vẫn cứ là cái phương án là chúng ta phân tích 4 này ra thành cái gì? Nhóm đầu tiên, 4 là thành 4, 0, 0, 0, bởi vì đủ 4 chữ số thì thôi. Đấy là nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai đấy, là chúng ta sẽ tách thành 2, 2, 0 và 0. Đó. Nhưng vẫn là cái nhóm tách thành 2 này thì lại còn thêm một lựa chọn nữa. Đó là 2, 1, 0. 0. Xin lỗi các em. 2, 1 thì với là 3. 1. Và 0. Nhóm tiếp theo là 1, 1, 1, 1. Đó. Chúng ta sẽ tách được là thành bao nhiêu? Thành 1, 2, 3, 4 nhóm. 4 nhóm. À còn một nhóm nữa. Còn nhóm nữa là 4 rồi thì phải là thì tách ra làm 3 chứ nhỉ các em nhỉ? 3. 1. 0. 0. Đó, chúng ta tách thành 5 nhóm như thế. Đó. Thế thì cái nhóm này này.
thì là chỉ có 4.000 thôi, rất là dễ. Thế nhóm thứ hai là có bao nhiêu thì chúng ta để hai đứng đầu này, không không này, xong bắt đầu là đẩy số 2 đứng thứ hai, thứ hai rồi thì hai này đứng hàng chục này và hai này đứng hàng đơn vị này, đó dễ thôi, có đúng không các em? Đó. Còn cái nhóm mà là ba này này, đó thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ đưa ba đứng đầu đi, thì chúng ta cứ viết là 3100 đi, xong lại tương tự như trên này chúng ta đẩy xuống. Đấy, số 1 đứng hàng chục, số 1 đứng ở đơn vị. Đấy là trường hợp để ba đứng đầu. Còn một trường hợp nữa là để hai đứng đầu, một đứng đầu, thì chúng ta cũng có 1300, sau đó một lại đẩy ba xuống, lại đẩy ba xuống. Đó. Còn cái trường hợp này, đây trường hợp này này, thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta để một đứng đầu đi. Một đứng đầu thì chúng ta có cái gì? Đó, một đứng đầu thì có cái gì? Hay là để hai đứng đầu đi. Đấy, hai đứng đầu thì chúng ta sẽ có 1100 này. Đó. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta chỉ cần đảo giữa ba cái chữ số này với nhau thôi. Vẫn là hai đứng đầu, vẫn là một đảo 01. Xong đưa 0 lên đây, hai đứng đầu đảo 0 lên hàng trăm. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ được là ba chữ số rồi. Đó, ba chữ số. Tiếp tục. Chúng ta được cái gì? Đưa một đứng đầu. Bây giờ trường hợp thứ hai là một đứng đầu. Thì đơn giản là gì? Một đứng đầu thì ta có hai. Đó, một đứng đầu thì có như thế đã. Sau đó ta cứ vẫn cứ giữ một này đứng đầu này, ba chữ số này ta đảo cho nhau này, giữ hai, vẫn là giữ hai nhé, đảo 01, đấy vẫn là giữ hai. Sau đó chúng ta lại chuyển một lên và giữ nguyên một này. Đó. Còn không thì chúng ta thấy là hai hai lần đứng ở ở hàng chục hàng trăm đây rồi. Đấy. Một đứng đầu này. Thế và còn một cái trường hợp nữa là trường hợp nào? Một đứng đầu cho hai rồi, đảo lên này. Xong lại một đứng đầu cho một này. 20 này, 0 này. Sau đó vẫn là một đứng đầu. Nhưng chúng ta đưa hai hàng trăm rồi này, đưa một hàng trăm rồi này. Bây giờ chúng ta đưa 0 ở hàng trăm lên. Thì là như thế này. Sau đó vẫn giữ 0 ở hàng trăm. Đó. Thì như vậy là các em thấy là chúng ta có cái gì? Vẫn là một đứng đầu nhá. Chúng ta dùng hai ở hàng trăm thì còn lại là 10, chúng ta đảo cho nhau. Xong lại một đứng đầu, chúng ta đứng một ở hàng trăm. Xong lại còn 20 thì chúng ta đảo cho nhau. Trong trường hợp một đứng đầu, chúng ta lại có 0 ở hàng trăm, chúng ta lại có 21 và 12. Thế như vậy, trường hợp cuối cùng là chúng ta chỉ có 1111. Đó. Thế thì trong trường hợp này tại sao thầy giáo lại hướng dẫn các em bằng cách là các em phải kê ra viết lần lượt, chứ các em không dùng sơ đồ cây rồi không suy luận? Là bởi vì trong trường hợp này có những cái chữ số là giống nhau này, các em dùng sơ đồ cây các em hay bị lẫn, mà các em suy luận cũng hay bị lẫn. Thế cho nên là trong trường hợp này thì chúng ta bằng cái cách là
chúng ta cứ kê nó ra. Đó, cứ kê nó ra. Thì chúng ta sẽ được đây là có 1 này. Đây là có 3 này. Thì cái nhóm này là có 6 này. Cái nhóm này là có bao nhiêu? Có 3 này. Đấy, cái nhóm này là có 5 này. Và nhóm này là có 1 này. Là chúng ta sẽ cộng vào là sẽ ra được bao nhiêu nhiêu số. Thì đấy chính là nội dung của thầy giáo. Mà nếu như mà bài người ta bảo là viết các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 4 thì thầy giáo lại viết lần lượt như thế này, viết tất ra. Nhưng người ta chỉ hỏi có bao nhiêu, cho nên là chúng ta giảng giải như thế để chúng ta tìm ra có bao nhiêu thôi. Thế thì đấy là nội dung, còn bây giờ chúng ta trình bày bài. Đấy. Thế thì ở đây là gì? 4 được phân tích thành thành 4 chữ số. Có tổng là 4. 4 được phân tích thành nhóm có 4 chữ số, phân tích thành 4 chữ số có tổng là 4. Là chúng ta có 4 0 0 0. Đây là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai chúng ta có 3 1 0 0. Ồ, thầy giáo viết sát rồi. Không ở đây. Đấy, các em lưu ý. Nhóm tiếp theo có 2 2 0 0. Và nhóm tiếp theo vẫn là 2 nhưng 1 1 0. Và nhóm cuối cùng 1 1 1 1. Đó. Chúng ta phân tích thành nhóm như thế. Đầu tiên là nhóm bốn không 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 viết được một số có 4 chữ số. Đó. Thế và nếu cần thì chúng ta hai chấm, chúng ta có cái anh này. Đấy. Tiếp tục nhóm nhóm ở đây là 3 1 0 0 viết được, em nhìn cái phần nháp này, đây này, cái nhóm 3 1 0 0 này này thì chúng ta sẽ viết được 6. Đây, 3 đứng đầu này, xong 1 đứng đầu này, viết được 6 số. Bốn chữ số. Thì nếu như mà cần thì các em sẽ kê nó ra. Kê ra. Đó là cái gì? Đây, các em chép nó ra. Chúng ta nháp rồi. Đó là gì? Liệu có đủ giấy không? Nếu mà đủ giấy thì thầy giáo sẽ kê nó ra. Thôi tóm lại là các em kê nó ra nhá. Ví dụ như là ta có 3.100 này. Xong lại có 3.010 này. Chấm chấm này. Có 6. Tiếp tục chúng ta viết nhóm. Nhóm là 2 2 0 0. Đây, các em nhìn cái nhóm 2 2 0 0 đây.
Chúng ta viết được 3. Và các em cũng có thể là viết kê cụ thể ra. Thầy giáo không trình bày nháp, thầy giáo nói rõ rồi. Nhóm tiếp theo là nhóm gì? Vẫn là 2 nhưng mà được tách là 1. 1, 0 thì ta viết được bao nhiêu? Đây các em nhìn đây. Chính là cái nhóm này, đúng không? Viết được 5. Khi các em trình bày các em có thể viết các cái số này ra. Đó. Tiếp tục. Nhóm cuối cùng. Đó. Là nhóm 1, 1, 1, 1. Ta viết được bao nhiêu? Đó là 1111. Đấy. Thế thì như vậy là số các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 là nhóm này chúng ta có 1. Nhóm đầu tiên có 1 này. Nhóm thứ 2 có 6. Nhóm thứ 3 có 3. Nhóm thứ 4 có 5. Nhóm tiếp theo là có 1. Như vậy chúng ta được bao nhiêu? 16 số. Đó. Và bây giờ các em viết đáp số. Thế thì các em thấy đấy, mặc dù đề thì rất là đơn giản. Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 4. Thế mà trong khi chúng ta tách ra các nhóm rồi chúng ta biết cũng rất là lâu, rất là kỹ thì mới tìm được. Thì đây là những cái bài toán mà khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu các em tỉ mỉ, các em làm cẩn thận thì các em sẽ tìm được đáp số. Còn nếu không thì chúng ta rất dễ bị nhầm. Thì đấy là nội dung video thứ nhất thầy giáo muốn trao đổi. Thì các em thấy video cái dạng toán này cũng không dễ một chút nào, đúng không? Thế thì video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.